Hôm nay ấy à, đủ nó đúng là bò né. Hôm nay đi ăn bò né mà công nhận là bò né là phải né. Quay. Trời đúng rồi, thời buổi giờ phải quay tự sướng, cái mặt nó mới đẹp và độc đáo. Đâu. Coi coi bạn tài bằng bò né. Đâu. À, lần sau rút kinh nghiệm nha, đi ăn bò né là phải mặc quần dài ha. Đó. Chuẩn bị có thằng né nè, đó, đó. Đúng rồi. Qua mà đi ăn bò né là phải mặc quần dài và áo tay dài, đeo khẩu trang vô ha. Đeo mắt kiếng đồ vô luôn ha.